Miyu và cách ứng xử trước tin đồn rạn nứt. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc Miyu bị fan nghi ngờ có rạn nứt tình cảm với thiếu gia Phan Thành khiến dư luận quan tâm những ngày qua. Sự việc được dấy lên khi Miyu thường xuyên đăng tải những status với tâm trạng buồn bã, cô đơn, tự động viên mình phải mạnh mẽ lên trên Facebook cá nhân. Cùng lúc đó, bạn trai của Miyu là Phan Thành bị tố có mối quan hệ tình cảm với một hot girl 17 tuổi ở Cà Mau. Thông qua những đoạn tin nhắn được chụp lại và tung lên mạng khiến sự việc càng trở nên căng thẳng. Miyu là một trong những hot girl đời đầu có tài năng và được công chúng yêu mến bởi sự đoan trang, không dính dáng đến bất cứ scandal to tát nào. Từ khi công khai tình cảm với bạn trai thiếu gia có máu mặt ở Sài Thành, Miyu nhận được nhiều lời chúc mừng, kèm theo đó là sự ghen tị của nhiều người. Chính vì thế, chuyện ồn ào về tình cảm của Miyu lần này càng khiến nhiều người tò mò. Trước sự soi mói và mong muốn có một câu trả lời chính thức từ người trong cuộc, thì Miyu chọn cách im lặng tuyệt đối. Trong những status cô nàng đăng tải trên Facebook, khi bạn bè vào gửi lời động viên, Miyu vẫn từ tốn gửi lời cảm ơn. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không giải thích lý do, tắt máy để không bị truyền thông làm phiền. Cùng lúc đó, hot girl Quỳnh Chi, người từng có cuộc đổ vỡ hôn nhân với bạn trai thiếu gia Cần Thơ, chia sẻ dòng status đồng cảm vì người phụ nữ. Ở phần bình luận, Miyu để lại lời cảm ơn tới đàn em vì đã an ủi động viên mình. Quỳnh Chi còn nhắc nhở Miyu đoạn hội thoại giữa hai người nên giữ bí mật. Không chỉ bị nghi ngờ rạn nứt tình cảm, Miyu còn được tiết lộ đã từ hôn Phan Thành khi biết anh chàng ngoại tình. Thậm chí có tin đồn cho rằng Miyu đang mang thai. Bài báo nói về sự việc này sau đó bị gỡ bỏ. Về phía Miyu, trong một đoạn chat với phóng viên của một tờ báo, Miyu lên tiếng nhờ đính chính một cách ngắn gọn những thông tin thiếu chính xác. Diễn viên phim Mùa Hè Lạnh cho biết chuyện sắp làm đám cưới với Phan Thành là sự thật và phủ nhận chuyện đang mang thai. Động thái này của Miyu khiến nhiều người nhận định cô nàng đang chịu quá nhiều áp lực, cộng với những tin đồn thổi không hay buộc Miyu phải lên tiếng để lấy lại danh dự cho bản thân. Miyu đã gián tiếp lên tiếng nhưng chưa làm thỏa mãn sự tò mò của dư luận. Hơn nữa, khi sự việc đang căng thẳng đỉnh điểm thì kẻ thứ ba là hot girl Cà Mau, người được cho xen vào chuyện tình của Miyu đã lên tiếng phơi bày sự thật. Nữ sinh này khẳng định mối quan hệ tình cảm với Phan Thành là sự thật và giải thích việc đăng ảnh chụp tin nhắn qua lại giữa cô và chồng sắp cưới của Miyu là do phút bốc đồng sau một cuộc cãi vã. Lời tố cáo này một lần nữa khiến dư luận bất ngờ, nhiều fan lo lắng rằng hẳn Miyu sẽ rất đau khổ khi nghe những lời chia sẻ này của tình địch.